Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm hải châu lá trung nha. Cụm này là cụm hải châu lá trung. Nói lá trung chứ cũng không có to gì lắm nha mình. Nói chung là nó cũng lai lai rồi. Nhưng mà dòng này trái rất là to nha. Trái rất là to luôn. Rồi cây này có mã số là 756. 756 nha. Tổng hoành ở trên này mình đo được là 53. Rồi cái hoành thân chính đây nè, hoành thân chính này đo được là 27. Cây cao đến đầu thân chính là 38, còn lên đến ngọn luôn là tầm 58. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 45. 45 nhân cho 27 nha, 45 nhân 27. Rồi cụm này nhà vườn giao lưu nhanh dọn vườn luôn nha. 1,2 triệu bao ship luôn. 1,2 triệu bao ship cho cụm hải châu lá trung này luôn nha. Nói thì nói tiếng lá trung nhưng mà nó lá cũng không có to gì lắm nha. Đó, lá cũng khá là nhỏ. Cụm này cũng khá là to nha. 1,2 triệu bao ship rất chi là mềm luôn nè. Đó, nhưng mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. 756 nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.